giải mã tượng Tế Công, Tế Liên, Hòa Thượng. Tế Công hay còn có cái tên dân dã là Tế Điên Hòa Thượng hay Tế Điên Hoạt Phật. Theo truyền thuyết dân gian, ông là một nhân vật có thật trong lịch sử. Tương truyền ông vốn là người nhà họ Lý, tên gọi là Tú Duyên, người thiên thai thời nhà Tống. Ông xuống tóc xuất gia tại chùa Linh Ẩn Hàng Châu, lấy pháp hiệu là Đạo Tế. Tế Công thường giả điên, giả ngây và lấy cái điên đấy để độ hóa nhân thế, nên người đời thay đó hay gọi ông theo một cái tên thân thuộc là Tế Điên. Tuy vậy, ông có nhiều phép thần thông quảng đại, am hiểu Phật Pháp và luôn giữ lòng từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế, giúp đỡ người khó khăn, được dân chúng kính phục. Tượng Tế Công thực nằm bằng gỗ, chất liệu này tạo điểm nhấn ấn tượng về kiến trúc và mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy. Gỗ thực hành mộc, mộc nó biểu hiện cho sức sống của mùa xuân. Hành mộc mang đến cho con người cảm giác hài hòa, thân thiện và bình yên. Theo tương khắc ngũ hành thì hành mộc có tác dụng làm giảm bớt đi sự tác động của hành kim và thổ, đem đến sự cân bằng tốt nhất cho ngôi nhà. Trưng bày những vật liệu bằng gỗ là cách hay để tạo môi trường sống thân thiện, ấm cúng và hòa thuận cho không gian nhà. Đặc biệt, trưng bày tượng gỗ Tế Công mang đến nhiều ý nghĩa lớn trong phong thủy. Đây là cách nhiều gia chủ lựa chọn để có thể yểm trừ tà ma ngoại đạo, đặc biệt cần thiết cho những ngôi nhà đất giữ gần nghĩa trang hay thường có vong ma lui tới quấy nhiễu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của thành viên trong gia đình. Nhắc đến Tế Công, người đời vẫn thường truyền tai nhau rất nhiều câu chuyện kỳ bí về tài trừ tà bắt ma và cứu giúp dân lành của ông. Chính vì vậy, tượng Tế Công được rất nhiều gia chủ lựa chọn để có thể trưng bày và thờ cúng nhằm phục vụ những mục đích sau. Thứ nhất, tượng Tế Công bảo hộ, trấn trạch và trừ tà cho gia chủ. Những mảnh đất giữ ở nơi nặng âm khí như nghĩa địa hay nhiều vong, u ám thường đặt những tượng của ông để có thể hóa giải âm khí và tránh những nguồn năng lượng xấu quấy nhiễu đến đời sống con người. Thứ hai, trong nhà có trẻ nhỏ yếu mạnh, thường xuyên quấy khóc hay bệnh tật thì nên bài trí tượng Tế Công để hóa giải hung khí, tránh ma mị quấy rối át vía trẻ em. Thứ ba, tượng Tế Công giúp trừ khí độc, đem lại vượng khí trong ngôi nhà của gia chủ, giúp gia quyến tránh ốm đau. Thứ tư, tượng Tế Công có khuôn mặt sảng khoái, tươi cười, giúp trang trí cho không gian nhà và tăng sự vui vẻ, thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Để có thể phát huy ý nghĩa phong thủy tốt nhất từ tượng Tế Công thì cần những vị trí đặt phù hợp cũng như những điều cấm kỵ thì anh chị em mình có thể lưu ý. Thì hôm nay mời quý anh chị có thể tham khảo một số vị trí đặt cùng em Sơn ạ. Tượng Tế Công là một vật phẩm phong thủy cần đặt trong không gian trang trọng và sạch sẽ. Tốt nhất nên đặt tượng tại cửa chính và để mặt ông hướng ra ngoài. Nhờ vậy, tượng Tế Công sẽ phát huy tốt nhất tác dụng trấn trạch và xua đuổi tà ma, tránh năng lượng xấu xâm nhập vào nhà. Nếu nhà có hướng xấu thì bạn nên đặt tượng Tế Công ở hướng này để át đi những vận khí xấu gây mất mát hay tai họa cho gia đình. Tránh để tượng Tế Công ở những khu vực tăm tối như là phòng ngủ hay gầm cầu thang, gần nhà bếp, nhà vệ sinh. Ngoài ra không nên thờ cúng và bài trí quá nhiều tượng Phật một lúc. Ví dụ nếu như nhà gia chủ đã chuộng tượng Tế Công thì không nên thỉnh thêm nhiều tượng khác như là tượng Trần Hưng Đạo, tượng Bồ Đề Đạt Ma hay tượng Quan Công. Các loại tượng kể trên đều có tác dụng trấn trạch trừ tà nên chỉ cần một loại để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Trên đây là một video giải mã về ý nghĩa tượng Tế Công. Bạn nào đang cần tìm kiếm cho mình một tác phẩm tượng Tế Công để có thể trấn trạch trừ tà thì có thể liên hệ bên em theo đầu số hotline quen thuộc 0836776688. Cảm ơn toàn thể anh chị em mình đã đồng hành xuất sức video. Em xin phép được kết thúc video tại đây ạ.